đồng yên mất giá hiện nay có tác động như thế nào và có gì khác so với trước đây? Phóng viên Long Nguyễn sẽ cho biết thêm qua phần điểm báo tại Nhật Bản. Thị trường ngoại hối Tokyo tiếp tục chứng kiến sự sụt giảm của đồng yên. Lần đầu tiên sau 7 tháng, đồng yên tiếp tục giảm xuống mức 143 yên đổi 1 đô la Mỹ. Theo báo Yomiuri, đồng yên liên tục giữ ở mức trung bình 143 yên đổi 1 đô la. Nguyên nhân chính vẫn là do sự khác biệt trong chính sách nới lỏng tiền tệ của Nhật Bản với chính sách thắt chặt tiền tệ tăng lãi suất của Mỹ. Sự khác biệt này khiến cho xu hướng bán đồng yên, mua đồng đô la Mỹ trở nên phổ biến. Bộ Tài chính Nhật Bản đang bày tỏ lo ngại về sự biến động nhanh của đồng yên. Các biện pháp can thiệp thị trường ngoại hối có thể được thực hiện nếu cần thiết. Báo Mainichi trích phát biểu của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Kanda Masato cho biết tỷ giá hối đoái của đồng yên biến động quá nhanh sẽ không tốt cho nền kinh tế. Ông Kanda cũng không loại trừ bất kỳ phương án nào để ứng phó thích hợp với sự biến đổi quá nhanh của tỷ giá đồng yên. Đồng yên yếu là lợi thế thúc đẩy lợi nhuận của các công ty xuất khẩu, nhưng cũng có tác động tiêu cực khác như tác động đến ngân sách của các hộ gia đình. Tuy nhiên, theo đánh giá của báo Sankei, tình hình kinh tế của Nhật Bản đã khác với thời điểm can thiệp thị trường ngoại hối vào năm ngoái. Nhiều yếu tố tích cực như sự quay lại của khách du lịch nước ngoài sau khi dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch, giá tài nguyên, năng lượng như dầu thô bắt đầu ổn định. Sự chú ý vào yếu tố bất lợi khi đồng yên mất giá, theo đó cũng không nhiều. Theo thông tin trên báo Nikkei, kết quả cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho biết các thành viên thận trọng trong việc thay đổi chính sách nới lỏng hiện nay. Tuy nhiên, đã có các cuộc thảo luận về việc thay đổi chính sách này. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho rằng việc thay đổi vội vàng có thể bỏ lỡ cơ hội để đạt được mục tiêu lạm phát 2%. Các nhà phân tích đánh giá, việc xem xét thay đổi chính sách nới lỏng tiền tệ là chính sách dài hạn, do đó vừa duy trì vừa xem xét thay đổi chính sách này không hề có sự mâu thuẫn. Theo dự báo của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, tỷ lệ lạm phát sẽ giảm xuống 1% vào giữa năm tài khoá 2023. Có thể các cuộc thảo luận thay đổi chính sách nới lỏng tiền tệ sẽ được đưa ra vào thời điểm này. Long Nguyễn, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản. Lãnh đạo các chuỗi siêu thị lớn nhất nước Anh vừa phải tường trình tại Quốc hội vì bị tố trục lợi trong cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt hiện nay tại nước này. Các siêu thị đã phủ nhận các cáo buộc này, cố gắng đưa ra các thông tin cho thấy rằng lợi nhuận của các siêu thị chẳng tăng là mấy. Công cuộc điều tra ai phải chịu trách nhiệm về tình trạng giá thực phẩm tăng kỷ lục đang được tiến hành ở Anh. Và những người được gọi đến để trả lời là lãnh đạo 4 chuỗi siêu thị lớn nhất Anh. Cái án dư luận mà họ phải chịu là tận dụng tình hình để kiếm lời từ những thứ thiết yếu đối với người dân, bất chấp đời sống của người Anh đang chịu áp lực lớn nhất kể từ khi có thống kê vào những năm 1950. Lãnh đạo các chuỗi siêu thị này đã cố chứng minh ngược lại. Về cơ bản, các siêu thị tuyên bố rằng họ không đẩy toàn bộ phần tăng chi phí sang cho khách hàng chịu và rằng lợi nhuận thì có nhưng không quá cao. Sharon Graham, Tổng thư ký Tổ chức Công đoàn Unite, mô tả rằng các siêu thị lớn nhất của Anh đang cho thấy việc trục lợi một cách lố bịch vào thời kỳ này. Thời kỳ mà hàng triệu người lao động gặp khó khăn, ngay cả trong chuyện có được thức ăn để trên bàn. Ông nói gì về mô tả này? Toàn tập đoàn chúng tôi kiếm được 4 pence từ mỗi bảng chi ra. Tôi không nghĩ đây là ví dụ về trục lợi. Chúng tôi thu được chưa đầy 3 pence cho mỗi bảng chi ra. Chúng tôi cũng ghi nhận lợi nhuận giảm. Tập đoàn của các ông có lợi nhuận tăng so với trước đại dịch Covid-19, tăng từ 1,6 tỷ lên 2,03 tỷ. Đây là một con số lớn. Lợi nhuận của chúng tôi quanh đâu đó 3 đến 4% trong 4 đến 5 năm qua. Đây là tôi lấy thông tin từ các tài khoản của tập đoàn từ năm 2019 đến nay. Lợi nhuận so sánh giữa các năm của tập đoàn là giảm. Các chính phủ khắp châu Âu vẫn đang gặp khó với lạm phát cao. Đầu tháng này, chính phủ Pháp đã đạt được cam kết của 75 công ty thực phẩm hàng đầu giảm giá hàng trăm sản phẩm. Còn chính phủ Hungary thì áp lệnh giảm giá bắt buộc, trong khi cơ quan giám sát cạnh tranh của Thụy Điển thì đang điều tra các cáo buộc các doanh nghiệp thực phẩm trục lợi.